Sau khi móc tới phần này mình chừa khoảng 2 mũi thì bắt đầu mình cắt canh vá tiếp và mình sẽ đo. Ở đây mình bị dư một ô canh vá nên mình sẽ cắt bỏ một ô đi. Các bạn cắt cẩn thận coi chừng cắt vào bên trong. Ở phần trên cũng dư khoảng 2-3 ô, sau đó các bạn cắt vát cái phần góc nha. Rồi các bạn lại nẹp vào để mình căn mình chỉnh. Để lại vị trí cũ. Hay còn 2 ô ha. 1 2. Ô này đây. Mình đặt lên 1 2 ô này. Sẽ cắt đi. Đây. Sẽ kẹp lại. Giờ các bạn đặt như thế này và các bạn cắt canh vát bớt đi. Cắt theo cái phần này tương đối nha, để khi mà mình móc tới đâu mình sẽ cắt tới đó. Mình lật lên nè, mình cắt nè. Chừa lại 2 lỗ nha, mình sẽ cắt. Mình cắt thẳng thôi, rồi mình làm tới đâu mình cắt tới đấy. Các bạn chú ý là mình sẽ đếm ô canvas hai bên để mình canh cái ở giữa cho đều nhé. 2 nè, 4 nè, 6 nè, 8 nè, 10, 12, 14. Đây mình cũng vậy, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Và mình cắt vô cái ô thứ 14 hai bên. 2 nè, 4 nè, 6 nè, 8 nè, 10 nè, 12 nè, 14. Các bạn cứ phải đếm đi đếm lại thì rất là mất công, cho nên các bạn nên dùng thêm cái kim đánh dấu để khi mà mình đếm tới đâu thì mình lấy cái kim mình đánh dấu tới đó, sẽ không có bị phải đếm lại giống mình. Bên này cũng vậy nhé, các bạn sẽ cắt bỏ bớt xuống dưới này, các bạn sẽ cắt đây nè, chú ý cẩn thận nha. 14 ô, 2, 4, 6, 8, 12, 14 ô chắc, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, mình sẽ cắt ở ô thứ 14, cắt ra, đó, ở phần trên này cũng dư nè. Em như mình tính sao đi. Sau đó mình bắt đầu mình móc nè. Các bạn để ý là cắt cái phần này đi nè, không thì rất là khó móc. Mình lật lên mình đếm xem nha. Mình sẽ để lại 7 ô này, 2 4 6 7 và 7 ô này sẽ cắt bớt ô 2 4 6 7 hai bên đều nhau. Sẽ cắt đi. 2 4 6 8 10 12 14. Mình cắt một bên thôi. Và mình móc tới đâu mình cắt tới đó. Chứ mình sợ mình đã móc rồi mình cắt không đúng thì chết. Phải móc lại, phải cắt lại. 2 4 6 7. Và mình cắt lẹm vào trong cái ô thứ 8 nè. 2 4 6 7. À, cắt lẹm vào trong. Cắt vớt nó vào.
này mình cũng cắt vớt như vậy đi ha. Và cắt vét ở phần góc nè, cái phần căn vét cái phần này nó hơi khó đó các bạn. 2 4 6 7 và cắt ở ô này, cắt vét vào trong. Để mình tạo cái độ cong bên trong. Đó. Sẽ các bạn móc không? Đó là ô, đó là 14 và mình cắt vào 14, chắc là mỗi ô mình cắt là mình móc một mũi quá. Mình chưa có đếm. Mà các bạn cứ canh sao cho nó đều là được ha. Tới phần góc là các bạn sẽ móc 2 mũi đơn. Ở đây. Mình sẽ xem cái mũi này mình không nhớ là bao nhiêu mũi này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9, 10, 11, 12, 13. 13 mũi, vậy là mình phải bỏ một ô canvas. Có nghĩa là mình sẽ móc canh đều ha. 1 2. Ở bên phía này các bạn móc như thế nào thì ở bên phía đối diện các bạn cũng móc tương tự y như vậy, để chiếc túi của mình được đều. Cái này là mình móc như thế nào ta? Mình sẽ bóc móc 7 ô và mình bỏ một ô canvas nha. Hai bốn sáu bảy. Ô tiếp theo mình sẽ bỏ một ô canvas. Canvas cắt xéo là mình sẽ nhảy, bỏ một ô mình sẽ nhảy xuống dưới phía này. Lúc này thì các bạn sẽ cắt vét cái canvas đi, cắt bớt thêm đi để cho nó vừa, nó không có bị lòi ra. Chỗ này hơi khó móc quá các bạn. Nó nhiều dây quá. Mà chỗ này chỗ góc nữa. Cho nó bên trong này, dễ móc. Tới đây rồi nha. Đến đây thì mình vẫn thấy dư canvas nên mình sẽ cắt tiếp. Mình sẽ cắt canvas hai bên. Và các bạn nhớ cái ô cuối cùng nè, cái ô này các bạn chừa lại nhé. Bạn sẽ cho nó cong cong mà. Và bên này cũng vậy, các bạn sẽ cắt vớt một lô. Và cắt hơi cong ra ngoài một chút xíu. Rồi còn phần trước này, phần này thì sao đây, phần này mình nghĩ vẫn dư nè, để sau đi, tới đâu mình cắt tới đấy ha. Tiếp tục móc nè. Nó vào phần góc rồi cho nên
mình móc rất là khó đây các bạn. Mình sẽ móc cái phần góc này luôn để cho nó đẹp. Các bạn cứ theo cái cảm tính của mình các bạn móc. Nhớ là phải lấy tạ ô canvas nữa, không thì cái túi của mình nó sẽ canvas nó sẽ không có dính vào. Này nó bị tưa nè. Ở cái phần này các bạn móc mỗi chân mũi một ô canvas và một mũi móc đơn. Đó. Mỗi chân mũi một mũi móc đơn. Và ở cái phần này các bạn sẽ cắt bầu và cắt vào một ô nè, một ô ở góc nè. Và bên này cũng vậy, các bạn sẽ cắt vào một ô. Cắt sát quá thì nó sẽ bị đứt ra đó. Mỗi chân mũi một ô canvas. Tùy vào cách các bạn chừa mà các bạn móc nha. Đó, các bạn cứ móc tương tự như bên này và các bạn móc đến hết luôn. Còn ở cái phần đáy mình sẽ móc như thế này, cứ 7 ô hay là 7 mũi mình sẽ bỏ một ô canvas, 7 mũi bỏ ô canvas, 7 mũi bỏ ô canvas, và ở giữa là 8 mũi, hai bên là 7 mũi mình sẽ bỏ ô canvas, và các bạn sẽ móc cho đến hết đến đây luôn thì chúng ta kết thúc phần đẹp của thân sau và nắp. Sau khi các bạn móc xong cái phần viền canvas với tấm móc thì các bạn kết thúc bằng cách kéo sợi qua, và mình sẽ làm như thế này để cái đường nối giữa hai mũi đầu và cuối nó không có bị lộ rõ, thì các bạn sẽ làm như thế này. Lấy kim khâu len và các bạn sẽ đâm qua cái mũi đầu tiên của đường viền này,
các bạn đâm như thế này, sau đó đâm trở lại cái mũi cuối cùng và xuyên qua cái đó, các bạn thấy không? Và chúng ta xong cái phần, các bạn đã thấy nó đều nhau, nó không có bị lộ. Và chúng ta đã hoàn tất cái phần móc thân trước và nắp, thân sau và nắp. Bây giờ mình sẽ đến cái phần thân trước. Nhưng mà ở đây lưu ý một điều là tại vì cái khóa của mình á, mình hướng dẫn là làm cái này 4 hàng rồi mình mới bắt đầu bớt ở đây. Nhưng mà mình sẽ bớt một hàng ở đây, mình sẽ làm 3 hàng thôi. 1 2 3 hàng. Sau đó mình mới bớt. Và cái hàng ở trên này nữa mình cũng sẽ bớt một hàng để cho nó ngắn lại. Còn cái kia mình móc mình dài quá. Mình đã tháo ra và mình đã móc lại cái đường này. Các bạn chỉ việc bớt một hàng ở đây và một hàng ở đây là bằng cái khóa, bằng cái nắp này mình đang có. Còn cái nắp kia nó dài quá thì mình so nó xấu, nó không được đẹp. Bạn để cái khóa vô đây. Sau khi kết thúc cái phần thân sau và nắp thì mình sẽ đo kích thước của cái tấm mình đã hoàn tất cho các bạn xem. Kích thước là khoảng 29 rưỡi, dài hơn so với dự định. Thì lần sau sẽ có kinh nghiệm, mình sẽ bỏ bớt một hàng ở đây. Đây là khoảng 17 cm. Đó. 17 phẩy mấy chứ, gần 18 cm. Khi mà mình khâu vô thì kích thước nó sẽ đầy lên là khoảng 18 cm. Sau đó các bạn sẽ móc phần thân sau, thân trước. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Phần thân trước thì các bạn móc cái số lượng mũi tương tự như cái phần thân sau và nắp. Các bạn sẽ gầy cho mình 37 mũi bính. Và các bạn quay đầu móc cho mình thành 36 mũi. 36 mũi bính. Mình để cái này có một bên mình hướng dẫn. Các bạn sẽ lấy sợi và gút đầu sợi, tạo cho mình 37 bính. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Và quay đầu móc vào chân thứ hai của dải bính. Các bạn sẽ móc một mũi đơn và móc mũi đơn tiếp theo cho đến hết hàng. Tổng cộng là hàng thứ nhất mình sẽ móc 36 mũi đơn. Các bạn móc cách móc y chang như cái phần thân sau, để cái kích thước của phần thân trước và thân sau khớp với nhau. Các bạn sẽ móc, mình sẽ móc cho đến hết hàng mũi cuối cùng của dải bính này. Sau đó lên hàng thứ hai, các bạn sẽ quay đầu và móc vào cái chân mũi đầu tiên, không thêm bính nha. Mũi đầu tiên một mũi đơn và sẽ móc cho đến hết hàng mỗi chân mũi một mũi móc đơn. Và những hàng sau các bạn làm tương tự như vậy. Các bạn sẽ móc cho mình từ hàng thứ 3 đến hàng thứ 6
tương tự như hàng thứ hai. Mình sẽ quay lại mình hướng dẫn các bạn tiếp. Sau khi các bạn móc được 6 hàng, mình bắt đầu này, mình đếm nhé, 1 2 3 4 5 6. Thì các bạn ở hàng thứ bảy này, các bạn sẽ móc bỏ 2 mũi ở giữa để chúng ta sẽ gắn cái khóa có ốc này vào. Mình bỏ lỗ thì mình mới gắn vừa cái kích thước của cái ốc này đó. Ở đây mình sẽ bỏ lỗ để mình xuyên cái này qua. Mình sẽ để nó ở đây ha. Kích thước thì các bạn sẽ đo nhé, mình sẽ gắn cái khóa ở giữa cho nên mình sẽ đo kích thước là từ ở giữa ra, và mình cộng thêm nửa phân nữa là từ đây đến đây là khoảng 3 phân rưỡi, thì các bạn gắn khóa. Còn mình ở đây là mình chưa tới 3 phân. Đây, từ đây đến đây mình nhìn lộn, từ đây đến đây là 2 phân rưỡi, thêm một hàng nữa là 3 phân. Mình cái này tương đương với gần 3 phân nè, là vừa rồi. Nếu mà mình thêm một hàng nữa thì nó sẽ dài quá, mình chưa để gắn khóa. Ở hàng này, ở hàng thứ bảy này thì các bạn quay đầu, các bạn móc một mũi móc đơn, và các bạn móc cho mình 17 mũi móc đơn, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, và ở hàng giữa này, ở giữa là 18 và 19, thì các bạn sẽ móc hai mũi móc xích, bỏ 2 chân 1 2 và móc chân thứ 20, và móc mũi móc đơn cho đến hết hàng. Từ hàng tiếp theo thì các bạn sẽ móc tương tự như hàng thứ hai, mỗi chân mũi một mũi đơn và không thêm mũi ở đầu hàng. Sau đó ở hàng kế tiếp thì các bạn sẽ móc chân mũi đơn vào mũi bính này, hai mũi đơn vào hai mũi bính đó, và chúng ta thêm trở lại cho đủ 36 mũi. Từ hàng thứ 8 thì các bạn sẽ móc mỗi chân mũi một mũi móc đơn và móc cho đến hết hàng, không thêm mũi ở đầu. Các bạn móc tương tự như hàng thứ hai, và có lẽ mình sẽ móc chặt tay, và cái túi móc chặt tay sẽ đẹp. Nếu mà các bạn móc lỏng tay thì cái túi nó giãn, nó trùng. Mình hướng dẫn cho các bạn móc cái phần mũi bính này. Đó, các bạn móc vào. Các bạn sẽ móc mũi đơn cho đến hết hàng, sau đó các bạn sẽ móc lên khoảng 12 cm thì các bạn dừng lại. Các bạn móc lên khoảng 12 nè, 12 cm. Thì các bạn dừng lại để chúng ta nẹp canvas nhé. Còn khi các bạn móc xong thì mình sẽ quay lại mình hướng dẫn tiếp cho các bạn.